tôi thật sự không hiểu người yêu cũ nào mà mặt trơ trẽn như người yêu cũ của tôi luôn chào mọi người tôi tên là minh người yêu cũ tôi tên ngân cô ấy hơn tôi một tuổi ngân theo tôi nhận xét là một cô gái xinh đẹp lại biết chiều người yêu vì vậy tôi đã cảm thấy may mắn vì em yêu tôi bọn tôi yêu nhau vì cùng trường cấp ba Em là người tán tôi trước, vì thế em xin lại chủ động tán, nên tôi cũng đổ và hai người bắt đầu yêu nhau. Yêu được 8 tháng thì bọn tôi chia tay. Em là người nói chia tay tôi trước mà không có lý do. Dù tôi có níu kéo vì tôi còn rất yêu em, nhưng Ngân không chịu quay lại mà rất dứt khoát chia tay tôi. Thà em chia tay khi cả hai đã hết tình cảm. Đây em lại chia tay khi tôi còn rất yêu em, với lại chia tay còn không có lý do khiến tôi rất đau khổ. Nhưng hai tháng sau em nhắn tin bảo muốn nói chuyện với tôi lúc tôi khi nghe em muốn gặp mặt thì đã rất vui mừng nghĩ là em muốn cả hai quay lại bên nhau nhưng tôi đã nhầm khi vui sướng chạy đến trước mặt em thì tôi thấy ngân ngập ngừng nhìn tôi trời đưa ra thứ gì đó tôi bất ngờ cầm lấy thì đó là que thử thai khi tôi thấy thì khá ngỡ ngàng thắc mắc hỏi em em đưa anh cái này làm gì ngân đáp lại em dạo này thấy hay ốm ngén cơ thể là hay mệt mỏi nên em có mua que thử thì ra hai vạch anh không định chịu trách nhiệm hả Thật ra là tôi khá ngỡ ngàng bởi vì tôi và em đã chia tay hơn 2 tháng, với lại trong lúc yêu nhau bọn tôi quan hệ rất an toàn, tôi lúc đó còn nghĩ là em đùa thử lòng tôi nên tôi cười đáp, em đừng có đùa, anh chấp nhận quay về bên em không cần phải đưa trò này ra đâu. Em thở dài, nhìn tôi bảo cái que này là chắc chắn. Thấy khuôn mặt em không giống đùa, tôi mới bắt đầu vừa vui vừa lo. Bởi vì bản thân chưa sẵn sàng làm bố, làm chồng. Với lại cả hai chia tay lâu rồi, em lại đưa que thử thai trước mặt tôi, khiến tôi không sợ mới lạ. Tôi giả vờ bình tĩnh nhất có thể, nói em yên tâm đi về nhà, tôi sẽ nói chuyện này với gia đình. Em nghe vậy mới yên tâm đi về. Thật sự là tôi có chút vui vì biết có thể bên cạnh em, nhưng tôi cũng thấp thởm quay vào nhà không biết nên báo với bố mẹ ra sao nên rủ mấy thằng đi uống để xin ý kiến gặp mặt mấy đứa bạn thì tôi có kể những chuyện xảy ra mấy thằng bạn đứa thì bảo nên chịu trách nhiệm đứa thì bảo còn trẻ chưa chơi đã đứa thì bảo cưới luôn đi ngại gì thật sự là tôi khá bối rối vì lần đầu gặp trường hợp này cả nhóm uống cũng ngà ngà thì có một thằng bạn tên tùng nó im lặng từ đầu mới lên tiếng nói mình ơi ta xin lỗi mày tôi nghe nói xin lỗi thì không hiểu gì liền hỏi lý do thì nó mới nói Thật ra trước đó Ngân và tao có chút phát sinh tình cảm Tao thích Ngân lâu rồi Nhưng biết yêu mày nên tao lui Đến khi mấy tháng trước Ngân bảo xích mít tình cảm đã chia tay với mày Nên tao với Ngân có qua lại Sau này mới biết em lừa tao đã chia tay với mày Nên là tao bỏ Tôi đứng hình Không hiểu là đang nghe câu chuyện cẩu huyết gì Có hơi men trong người Nên tôi không kiềm chế được Mà nắm áo thằng Tùng mà đắm Tùng cứ mặc để tôi đắm Cho môi tuét Mặt cũng đỏ sưng Nhờ bạn bè can ngăn tôi mới dừng lại Tùng chật vật đứng dậy nói Hôm trước Ngân cũng qua tao Nhưng tao không nhận Hôm nay nghe Ngân nó nói sang mày Tao sợ mày bị đổ vỏ Nên tao thật sự không biết Tôi nghe như sét đánh ngang tay Không biết nên phản ứng như thế nào Ngoài ngồi gục xuống đất Cảm giác này thật sự đau đớn hơn em rời xa tôi Tôi lủi hủi Đứng dậy bắt xe đi về thấy tin nhắn em hỏi chuyện tôi nói bố mẹ sao rồi khiến tôi tức giận liền ném máy sang một bên không quan tâm sáng dậy tôi đủ tỉnh táo gọi điện em gặp mặt bây giờ nhìn em tôi không còn cảm giác yêu thương nữa mà thay vào đó là hận tôi ghét em phản bội ghét em cho tôi đổ vỏ ghét em trong lúc yêu tôi là yêu thằng bạn tôi tôi nói thẳng khi em đến anh biết chuyện em với thằng tùng rồi nó kể hết với anh rồi em có muốn giải thích gì không em nghe tôi nói như biết chuyện từ trước tôi cảm nhận được em đã nghĩ đến trường hợp này em bảo thì sao anh vẫn là bố của con tôi mà anh định chạy đúng không nói rồi em túm cổ tôi khóc lóc bảo tôi tệ em không thiết sống nữa tôi bất lực gạt tay em ra dù hơi tàn nhẫn nhưng tôi không muốn bản thân ngu mà đi nhận đứa con còn không biết của thằng nào tôi sẽ không chịu trách nhiệm cô tự xử lý đi nói xong tôi dứt khoát trời đi Trước khi đi, em có thách thức và dọa bảo là sẽ bốc phốt tôi để mọi người thấy được sự vô trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ cười, bảo em làm gì cũng không quan tâm. Tôi không biết bản thân làm vậy có đúng không. Nhưng tôi không chấp nhận được em đã phản bội tôi. Cũng không chấp nhận được em biết đứa con thật sự của thằng nào. Mà chắc gì đứa con trong bụng là của hai thằng bọn tôi. Anh trai mình tên Thắng, chị người yêu tên Ngân. Hai người yêu nhau hơn 5 năm, tình cảm của cả hai rất tốt. Từ khi anh mình yêu chị Ngân, anh luôn công khai chị trên các mạng xã hội, giới thiệu chị ấy với ông bà, bố mẹ. Khi ai đó trong gia đình hay bạn bè anh nhắc về chị ấy, thì anh đều phỏng mũi tự hào, hào hứng kể về chị ấy. Lúc nào anh cũng ngân ngân rồi người yêu của anh. Cô bé của anh khiến mình cũng hơi đau đầu. Một đứa em nhìn anh mình ngay bình thường thì nghiêm nghị, nhưng đứng trước chị người yêu thì vẫy đuôi như cúng là biết anh yêu chị như nào rồi. Anh chịu chị đến mức một đứa em như mình cũng cảm thấy ghen tị. Nhiều lúc nói anh thì anh bảo, đợi em tìm được người tốt như anh đi, rồi sẽ có người chiều. Nghe cây thì thôi rồi. Mình cũng vui giùm vì thấy anh thật sự đang rất hạnh phúc. Cả hai yêu nhau hơn 5 năm mà mình cứ ngỡ mới yêu vậy đó tưởng hai người sẽ có một đám cưới thật lớn thì anh thông báo mọi người đã chia tay với chị ngân mình thấy chị ngân thỉnh thoảng gọi điện cho anh nhưng anh không chịu bắt máy vì vậy chị ngân gọi điện cho mình khóc lóc khuyên anh nghe máy chị biết đó là chuyện của anh mình không nên xen vào nhưng khi thấy chị đau khổ như vậy thì mình không nỡ mình mạnh dạn đưa máy cho anh bảo anh hãy nói chuyện với chị ấy thì anh chỉ nhìn mình quát lớn và bắt mình tắt máy cấm mình không được nghe máy lung tung nữa sau đó thì chị ngân cũng không có gọi điện cho mình nữa còn anh mình thì vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường không có chuyện gì xảy ra vẫn đi chơi tụ họp bạn bè bình thường bố mẹ dù không nói nhưng ai cũng bất mãn với hành động khó hiểu của anh nhiều người còn trách anh lạnh lùng khi yêu lâu như vậy rồi lại chia tay để con gái người ta phải đau lòng mọi người có dò hỏi lý do chia tay nhưng anh vẫn một mực không nói nửa lời khiến mình cũng bó tay mình cảm thấy khó hiểu tại sao một người coi người yêu mình như châu báu cưng chiều họ như công chúa là một ngày lật mặt không cảm xúc như vậy thì sau đó một buổi đêm mình xuống nhà uống nước thì nghe bên ngoài cổng có tiếng nói chuyện tò mò nên mình ngó ra xem thì thấy chị ngân và anh mình thấy vậy thì mình núp một bên nghe lén chị ngân nước mắt đầy mặt đang nắm tay anh mình xin quay lại và chị liên tục xin lỗi anh vì anh quay lưng phía mình nên mình không thấy được sắc mặt của anh như nào hóng được thì mình mới giật mình nhận ra là chị Ngân mới là người dẫn đến sự việc chia tay thì ra là chị giấu anh đi chơi với người đàn ông khác mà người này là người công khai tán tỉnh chị anh mình đã cảnh cáo mấy lần nhưng chị Ngân vẫn giấu đi chơi và bị anh thắng phát hiện rồi chia tay chị Ngân sau khi chia tay thì hối hận nhận ra không ai tốt như anh mình nên cũng muốn níu kéo mà anh mình lại rất kiên quyết không muốn quay lại còn đuổi chị ấy đi một cách lạnh lùng chị Ngân bất lực lết thân thể đi về anh mình khi thấy chị ngân đi xa thì cơ thể bắt đầu gục xuống mình thấy anh gục mặt xuống đầu gối ôm lấy cơ thể khóc thấy anh cố kìm nén bản thân không dám khóc lớn vì sợ ảnh hưởng mọi người trong gia đình khiến mình xót xa thấy vai anh trung trung làm đứa em gái mình cũng khóc theo anh mình không hiểu tại sao anh không nói rõ lý do mà chịu đựng một mình như vậy chắc là anh phải mệt mỏi lắm bây giờ mình mới nhận ra không phải anh lạnh lùng trái tim băng giá mà anh đang cố gắng chịu đựng anh đang rất đau nhưng luôn giấu giếm nó qua vẻ lạnh lùng không quan tâm dù nghe những lời trách móc của mọi người nhưng anh không muốn giải thích cũng không muốn nói ra vết thương của bản thân anh nhận hết những lỗi lầm về phía bản thân mình thật sự rất thương anh nếu bản thân mình không đi uống nước chắc cũng không biết anh đã tổn thương như nào và còn trách anh như những người khác nữa không biết bản thân em có nhạy cảm quá không, nhưng anh người yêu em lúc nào cũng nhắc về người yêu cũ khiến em rất khó chịu. Anh người yêu em tên là Hoàng, là một chàng trai sáng sủa nhìn rất thư sinh. Nhìn anh người yêu của em lại chuẩn gu của em nên em đã mạnh dạn tán tỉnh anh. Em biết trước đó anh có mối tình 2 năm khá là sâu đậm, nhưng hai người đã chia tay 6 tháng, vì vậy em cũng không có gì mà ngại khi công khai tán anh. Sau 2 tháng dùng đủ chiêu trò cùng với sự chân thành cuối cùng thì anh Hoàng cũng đồng ý yêu em. Thời gian đầu yêu nhau cả hai bọn em rất hòa hợp và hạnh phúc. Nhìn anh Hoàng em nghĩ anh thuộc kiểu khô khan nhưng không hề, anh Hoàng là kiểu người rất lãng mạn anh luôn nhớ những ngày kỷ niệm của cả hai. Ngày sinh nhật của em khiến một người bạn gái như em cảm thấy rất hạnh phúc. Yêu được hơn một năm, bọn em quyết định chuyển qua sống chung với nhau. Thời gian đầu ở với nhau bọn em rất bình thường, nhưng ở lâu dần em mới thấy anh có vấn đề. Nhớ lúc em biết anh thích ăn sườn xào chua ngọt nên tự tay xuống bếp nấu, mong chờ anh sẽ đưa ra lời khen. Thực ra em biết nấu ăn em sẽ không tự nhận bản thân nấu giỏi, nhưng trình độ của em không hề tệ. Nấu ăn xong xuôi, em ngồi đợi anh về ăn cùng. Anh về khi thấy em nấu sườn thì rất ngạc nhiên. Em đang chuẩn bị khoe thì anh nói để anh thử món người yêu anh nấu xem có ngon không nào. Mình vui vẻ đút cho anh miếng sườn đợi anh nhận xét. Thấy anh ăn xong không có biểu cảm gì thì em hỏi sao vậy anh? Nó không ngon hả? Anh nuốt miếng thịt rồi nói nó cũng được nhưng không có ngon bằng món người yêu cũ của anh nấu. Nghe anh nói mình đứng hình ngay lập tức. Không hiểu tại sao giữa hai người và món sườn lại thêm người yêu cũ của anh vào đây. Mình mới tức giận đập đũa xuống bàn hỏi Thế thì em xin lỗi vì chưa nấu ngon bằng người yêu cũ của anh Anh nói vậy mà không nghĩ đến cảm nhận của em hả? Chắc biết bản thân lỡ lời Nên anh cũng nhẹ nhàng xin lỗi bỏ đi làm về mệt xong không đủ tỉnh táo Nghe anh giải thích đã thấy sự xảo chó rồi Nên mình không ăn uống gì nữa mà đi vào phòng nằm Càng nghĩ càng ấm ức Mình quyết định dỗi để xem thái độ của anh như thế nào Thì đúng tối đó anh có mua rất nhiều đồ ăn an ủi Rồi còn mua nhiều bánh ngọt em thích nữa anh năn nỉ bảo là anh mệt nên buộc miệng chứ không cố ý Thấy anh năn nỉ lại có tâm đi mua cả tối, em cũng nguôi giận dần. Em có nhắc nhở anh ấy, nếu mà anh nhắc về người yêu cũ nữa thì em sẽ không tha thứ. Anh nghe thì ôm em gật gù đồng ý. Nhưng chắc anh nghe không hiểu hay sao mà ngày hôm sau em muốn chuyển giường gần cửa kính. Nói việc này với anh thì anh lại buộc miệng nhắc đến người yêu cũ. Không được, giường này anh cũng muốn chuyển. Nhưng hàng bảo di chuyển sẽ không phù hợp với phong thủy. Khi nói xong câu này anh mới giật mình quay lại nhìn em. Hằng là tên người yêu cũ của anh, em không biết hơn một năm rồi nhưng anh vẫn cứ nhắc về chị ấy em không biết là do anh chưa quên được chị ấy hay là cố ý chọc tức em nữa em khó chịu dọn đồ đạc trong phòng muốn rời đi anh thấy vậy thì nhanh chóng chặn cửa bảo đó chỉ là những lời vô tình chứ anh không muốn như vậy mong em hiểu cho anh, em hiểu cho anh đó thì ai hiểu cho em? yêu nhau hơn một năm ở bên nhau, cứ luôn nhắc về người yêu cũ như thế này, người yêu cũ thế nọ, thì em làm sao mà chịu đựng được? yêu anh nhưng anh lại không tôn trọng bản thân mình, thì em nghĩ nên buông tay đỡ đau khổ. em đã chán ngấy cảnh làm gì cũng không bằng người yêu cũ anh ấy rồi. anh bảo lý do nhỏ như này mà đòi chia tay, thế thì lý do nào lớn nữa? hay là do em nhỏ nhen quá chứ em nghe người yêu mình nhắc người yêu cũ là em không muốn tha thứ rồi. Xin chào mọi người, hôm nay em xin phép gửi lên page để chia sẻ với mọi người về công cuộc thoát kiếp FA của con bạn thân em. Chuyện là con bạn thân em năm nay vừa tròn 25 cái mùa lá rụng nhưng chưa được cầm tay anh nào cả, mà cũng không hiểu sao, nó ngoài cái hơi thấp một xíu, hơi vụng một xíu và hơi chua ngoa thì cũng ok, không đến nỗi nào. Thế mà tình duyên lận đận lắm, thầm thương trộm nhớ anh nào thì anh ấy có người yêu, anh thì có vợ sắp cưới, có anh profile lung linh nói chuyện hợp gu như người tình kiếp trước Nhưng khi gặp mặt thì ối rồi ôi, giời ơi, đúng kiểu là ngoài đời với trong ảnh, giống y như đúc, khác mỗi cái mặt Đám bạn của chúng em có trêu nó, bảo là khéo mày mở dịch vụ giúp các anh trai lấy vợ có khi lại đắt khách Chỉ cần thích ai là người đó có vợ Thế rồi sau đợt dịch thì nó chuyển công ty Ngày đầu đi làm về, nó đã hẹn bọn em bằng được ra cà phê Tưởng có drama gì thì hóa ra nó bảo tia được một anh ở công ty đẹp trai lắm mà lân la hỏi mọi người thì anh ấy còn nguyên tem, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đúng chưa yêu ai một lần nào. Nghe xong em có bảo, này nếu mà đẹp trai ấy, một là bad boy, yêu ai không ai biết, còn không ý thì chỉ có thể là chị em trên bến dưới thuyền. Nhưng có vẻ như con bạn em nó bị trúng tiếng xét ái tình nên là mê lắm, cứ bảo phải tán bằng được. Vì muốn bạn em được trải nghiệm thử thách 24 giờ cầm tay trai nên chúng em quyết định mở chiến dịch cua chai cho con bạn em. Đầu tiên, chúng em xác định phải chắc chắn rằng anh giai kia không có người yêu hay là có cô vợ nào giấu ở vũ trụ khác và đặc biệt phải là giai thẳng, thẳng như đồ thị giá cây xăng mấy hôm gần đây. Thế là bọn em hẹn nhau cùng điều tra, rồi hai hôm sau ngồi bàn tiếp, hai hôm sau chúng em vẫn hẹn nhau ở quán cũ và trao đổi kết quả con bạn em thì sau 2 ngày làm thân từ anh chị em đến cả các cô lao công thì khẳng định chắc nịch là anh này còn nếp ơi và chuẩn men 100%. Để đảm bảo chắc chắn thì nhóm em có một đội chuyên đi dò Facebook clone nằm vùng các hội nhóm cũng xác định anh này không có clone nào cả, cũng không giấu em người yêu hay cô vợ nào. Bước 1 đã xong, đến bước 2 là phải tân trang lại cho con bạn em. Từ quần âu áo sơ mi chuyển hết sang chân váy không thể ngắn hơn bổ sung thêm ngay vài cái váy dưới kín trên hở từ màu son đánh như không đánh sang đỏ đầy mời gọi bước tiếp theo là gây sự chú ý và lấy cảm tình của anh giai nào là từ cái win sửa láp đến hỏng xe nhờ đeo về hay thậm chí là đổ cà phê lên người đấy đúng bảy bảy bốn chín cách thì cũng có tiến triển nó bảo anh ấy quan tâm nó hơn hay cười và còn hay nhìn trộm nó ở công ty bọn em xác định là cá đã cắn câu chỉ còn bước vớt lên mà thì thôi thế là bọn em sẽ áp một buổi tỏ tình bất ngờ như phim luôn kịch bản sẽ là con bạn thân em và anh trai vô tình cùng nhau đi ăn tối ở một nhà hàng sau đó con bạn em sẽ bị một nhóm say xỉn đến quấy rối rồi anh ấy sẽ giải cứu đưa bạn em về và rồi tỏ tình rồi sau đó sau đó như thế nào thì em xin phép để các bác tưởng tượng ạ à, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch con bạn em dò được tối nay anh ấy có hẹn ăn tối tại một nhà hàng ở trên phố Bà Triệu. Thế là bọn em toàn con đỗ nghèo khỉ, phải vét hết tiền để búc cho nó một bàn tại nhà hàng. Bọn em còn đầu tư cho nó một cái váy vô cùng sexy và mờ lem mờ lem. Và rồi anh ấy xuất hiện, nhưng đợi mãi không thấy anh ấy order hay gọi ai đến, chỉ ngồi một mình. Con bạn em đói quá nên cứ vào việc trước, có thực mới vực được đạo. Đúng theo kịch bản, con bạn em chuẩn bị được hại, à lộn, bị hại thì có biến ngoài kịch bản. Một người đàn ông xuất hiện và tiến lại bàn chỗ anh. Bỗng nhiên, anh ấy đứng dậy, bước ra khỏi bàn và đón người đàn ông kia bằng một cái ôm và một nụ hôn. Ôi, bọn em đứng ngoài nhìn thôi mà thấy tan nát trái tim thay con bạn em. Đúng là ý trời đã định, kiếp này coi như bỏ. Thế là bà Hoàng đến đuổi, thích ai người đó lấy vợ, yêu ai người đó bd vẫn giữ được danh hiệu của mình chúng em có chạy vào chỗ nó không phải vì sợ nó khóc mà vì đã dốc hết ví ra để búc bàn cho nó thì phải vào bàn mà ăn chứ ai lại có thể vì anh trai kia mà phí tiền thế được còn về con bạn em thì nó chán tiệt về đến nhà mặt ngắn tún xong lôi hết váy áo ra phát và thề ở vậy đến già có khi con bạn em phải nghĩ đến việc thôi tìm các anh dai mà chuyển sang tìm các chị dần là vừa.